mình vừa mới đi lanh quanh đây thì thấy bà đang làm vịt. Mình vào mình đưa các bạn xem bà làm vịt đây. Bây giờ bà đã khâu xong hết rồi đây. Bà nhồi hết gia vị vào bên trong hết rồi đúng không ạ bà? Đúng rồi. Xong rồi bà buộc thêm một cái này như là kiểu dạng như là cái lạp đây. Và bà còn bơm ạ bà? Bơm thêm hơi vào. Bơm hơi vào thì nó mới chín nhanh. Bơm hơi vào thì nướng nó có vẻ chín nhanh hơn đúng không ạ? Nó mới mềm thịt. Buộc cái đầu này tí nữa cho hơi nó đỡ bị xì ra à bà? Đúng rồi. Nhưng mà ở cái dưới này hình như nó có cái gân nó không xì hơi ra được sao bà nhỉ? Không, mình cắm vào. Đây bà có cái máy bơm hơi nhỏ nhỏ này, công suất nhỏ. Đây các bạn này, tiếp tục bơm con thứ hai đây. Bơm này, bơm hai đùi trước. Thì bên này thì các bạn thấy căng lên rồi này. Ở trên Lạng Sơn thì mỗi nơi có một cách làm vịt khác nhau các bạn nhé, mỗi cửa hàng ạ. Wow, con này hơi ra tận cánh luôn này bà. Có khi không phải bơm cánh rồi con này. Đúng rồi. Buộc chắc là nó ra tận cánh luôn rồi. Ừ, thế bắt đầu nó xì ra cổ. Con này đã được rồi bà. Được rồi, đang thế nó đủ để cái bì nó không này, nó giòn bì. Con nào không ra cánh thì mình chỉ bơm ở cánh thôi đúng không ạ? Đúng, giòn. Đấy, như này, bơm như này xong rồi cho vào đây đúng không? Tí nữa chỉ có cho lên nướng thôi bà nhỉ? Phải tắm mật ong nữa. Thì đã bôi mật ong nữa. Đấy, mật nhiều. Mật ong hóa nước để tắm mật ong xong rồi. Nhiều công lắm nhỉ. Chắc là bà làm này phải 4 giờ bà mới xong được. 4 giờ bắt đầu mới nướng. 5, 6 giờ là người ta đi qua để người ta mới ăn. Nhưng bên tỉnh này họ cũng đi lại nhiều. Tiếp theo là cô sẽ xiên con vịt để cho lên quay. Đấy, cô có một cái thanh xiên chuyên để dùng để quay vịt. Cột cái cánh vào đó. Tiếp theo cái cố định buộc hai đùi này. Xong rồi nhé, bây giờ sẽ đem ra ngoài để quay. Tiếp theo đây là ở quán chỗ bà là nướng ba chỉ và nướng cả tảng này luôn nhé các bạn nhé. Đấy, cho cái xiên này nè. Một tảng ba chỉ. Cái này chắc phải rơi vào tầm 3 cân đấy bà nhỉ? 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi. Đây, một tảng ba chỉ. Một cái xiên này bà làm một tảng hay là làm hai? Chắc là một thôi nhỉ? Một thôi. Gia vị thì bà đã ướp sẵn hết đây rồi. Bây giờ bà cắt ra xong rồi kẹp lá mắc mật các bạn nhé. Chỉ có cái lá mắc mật nó mới thơm.
nhiều công đoạn đó. Yeah, bây giờ bà sẽ nhét giá móng mật vào các bạn ơi. Đây. Đúng là mỗi nơi làm một kiểu bà, cháu đi quay nhiều cũng thấy mỗi nơi ở quanh Lạng Sơn thôi nhưng mà xong thì bây giờ bà sẽ buộc cố định cái thịt ba chỉ để cho nó cái lá móng mật nó đỡ bị ra ngoài và nó khít miếng thịt và nó cũng thơm hơn á. Chốt tầm 3 cái dây thép này là được. Xong đó thì đem ra ngoài nướng thôi. Đây, bên này bà làm thêm cái món đây là có phải thịt ba chỉ bà xiên vào đây không ạ? Hay là thịt ba chỉ để xiên riêng, còn đây là thịt vai. À, đây là nướng thịt vai từng miếng này đó. Ừ. Wow, và có một chậu này luôn. Một ngày bà bán được mấy xiên này ạ? Vài ba xiên thôi. À. Cả đều không được gọi là chất bảo quản. À vâng. Mình làm như này toàn là những cái gia vị mình băm ra xong mình ướp này, chả có gì cả. Hành tỏi thôi. Vâng, hành tỏi xong hạt tiêu thôi. Không hiểu. Các bạn nhá. Đây là một cái xiên thịt của bà đã chuẩn bị xong rồi. Được một xiên. Đấy, một xiên xong rồi. Đây. Nhìn cũng khá là hấp dẫn đây. Bây giờ sẽ đem ra ngoài để nướng đây các bạn ơi. Wow, các bạn có thể nhìn thấy nướng lên vàng lắm rồi các bạn nhé. Ê. Ê, con vịt nhìn rất là vàng. Đây, bà cho thêm miếng ba chỉ mới vào, vừa làm xong. Quay bà cho em cái mưa rồi, khó đó. Vâng, không quyệt gì. Nó vàng này. Đây là bên trên các bạn thấy nhìn đây là cái thịt vai nướng này. Cái này ai ăn thì cô mới là mới bỏ xuống cô nhỉ. Mưa này to đấy, sợ nhờ.